Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người cái dàn cây hoa đậu biếc mọi người nhé. Cây hoa đậu biếc này bây giờ bắt đầu là ra quả rồi mọi người ạ. Hoa của nó màu tím. Hoa này làm cái gì cũng ngon mọi người. Xôi màu tím cũng thích mà. Đây này. Đấy. Quả của nó như quả đỗ ấy. Đây này, quả nó cũng già rồi đây này. Đấy, đây là dàn hoa đậu biếc. Đậu gì? Đậu điếc. Đậu điếc à? Điếc. Đẹp không? Ủa, cái hoa này người ta hái để làm thank you.
Đây là quả của nó này mọi người này. Thấy, mùa này bắt đầu là mùa nó đang ra quả này. Cái này sẽ trồng bằng hạt mọi người nhé. Cái dàn đậu biếc này sẽ trồng bằng hạt này. Đấy, khi nào quả của nó già ra đây. Như đỗ mình ăn được ấy nhỉ. Đây, cái hoa này làm cái gì cũng được luôn. Thích làm thạch cũng làm từ bằng màu tím cũng đen sẽ làm bằng hoa này. Đấy. Đây cả dàn của nó đây. Đấy. Vừa xong là mình đã review cho mọi người xem thăm cái dàn hoa đậu biếc và giới thiệu cái hoa đậu biếc. Mọi người thấy video của mình hay, mọi người nhớ ấn like, share và không quên cho mình một đăng ký nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Xin chào.